tóm lại đúng bây giờ xin rồi núi vợ Long hay không, hỏi thật. đấy, ăn ăn đéo được Cà Giang quay đang ăn vợ Long Phú Quốc. Đéo bao giờ, tôi mèo lên đây tôi đòi lại công bằng cho vợ Long Phú Quốc, ông có xin lỗi vợ đó không? Công bằng á, công bằng. Đây mời Trung Thầy Cúng lên nói chuyện đây, tôi mời ông Trung Thầy Cúng lên nói chuyện đây. Công mới bằng anh ạ. Em biết mà anh ạ, anh Trung ơi, anh đây, anh mình đây. Mình là anh mà để thằng em nó cứ anh tả lỗi em chưa, anh tả lỗi em chưa, mẹ nó như kiểu tôi là thuê anh nhỉ. Ai đấy là anh Trung, anh phải có lời là đúng đấy, có lời đấy, đúng rồi, để em nó con em lời, nó quý con mình lời. Em nó quý mình thì nó mới cầm gọi điện thoại hai cuộc liền, nó mời mình đàng hoàng tử tế. Có lời, có mình lời, không phải là, không phải là chỉ ngón tay mặt anh mà là có lời. À khi mà em chưa mà tôi mẹ mày, mày ông được chỉ mặt tôi thì thấy được ai hả? Đúng rồi này. Này. Bây giờ ông hỏi anh Trung em có đúng quả vụ đấy là như thế không? Thôi anh thông cảm nhá, thằng bạn em Tùng Dương nó tự học hết lớp 2 nó không được cử chỉ hành động, nó không lịch sự cho lắm, anh thông cảm. Trời ơi. Hello cô Ly nhá. Cô Ly nó quen đi đòi thuê rồi đấy anh. Ly Ly anh ạ, em chào anh nhá. Tùng Dương trước nó hay đưa đòi đã thuê, quen đưa đòi thuê rồi, nó quen túm đầu, túm cổ con nợ, mới nó chỉ đây là mặt đấm. Nên là nhiều khi là... Chào bạn Hà Yên Bái nhá. Đó, chào anh. Bạn có nhiều tuổi hơn nhưng không, chắc là anh em toàn ở đây, toàn tắt sinh trên nhau rồi. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Mình 84 bạn ơi. À thế là anh lớn tuổi nhất rồi. Em 88 rồi. Anh Trung qua, anh Trung qua anh dự đoán quả Real Madrid nó đớp. Đúng, mẹ kịch tính thật. Anh bay em rồi, em cứ cãi em cứ... À, bây giờ lên đây bình luận thiên hạ đừng bình luận bóng. Không, hôm qua nhưng mà, anh với lại Khánh ở trong đấy nằm kèo, hôm qua anh bỏ Khánh là nằm kèo 10 triệu. Chú Tùng Dương hiểu không? Chú Khánh bảo hôm qua chú thích 100% em lít, anh bảo thế thôi, anh với chú làm quả kèo 10 triệu. Anh chọn Dê An, nhưng chú Khánh chú không chơi. Anh thôi. Đáng gì gì? À quên, anh Phú Lê cho làm tiền vệ kiểu như là kèm tiền vệ Niner đấy. Phú Lê không, tiền vệ phòng ngự. Phú Lê cho tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ phòng ngự chứ không phải tiền vệ tấn công được. Phú Lê là chuyên kiến tạo những đường bóng. Riêng tiền vệ tấn công phải cho chú Tùng Dương hiểu không? Anh khá bảnh cho bắt gôn luôn mà nghe. Anh khá bảnh cho bắt gôn luôn, mũ quạt đẹp bắt gôn cần khéo lắm. Em bộ bộ tấn công bây giờ lấy thịt để người nhà em máy lu. Thằng Tùng Dương cho mày mẹ mày mỗi cái mày vào đá chính bình nhá. Mày cậu bé bướng bỉnh cho anh xin mình kim cương cậu bé bướng bỉnh nha. Tôi cần đéo về đá chính đâu, tôi vào sân công nghệ ba. Okay, anh em đợi tôi tí nha anh em cho tôi xin nha 5 phút nữa. Rồi bên này riêng Tùng Dương nha. Riêng nha thằng Tùng Dương nha, tao là huấn luyện viên nha, tao thù mày nha. Phút 89 tao mới tung mày vào sân, cho mày đá được 1 phút mày phải đi tắm, cho mày bị mất công đi tắm. 1 phút tao làm việc khó không, nó biết cái gì. Tôi vào mẹ mày tầm cơ khánh được ai vào tôi đốn nhẹ cái đổ. À mà Tùng Dương lại cho nhặt bóng thì cho đá trứng làm gì anh em, cho nhặt bóng. Bây giờ tôi hỏi ông mẹ hạ người tôi, ông đổ tôi giúp tôi đổ được không? À quên, không, nhầm, anh Trường Con này không cho làm cầu thủ. Anh Trường Con là mình cho làm huấn luyện viên dinh dưỡng anh em ạ. Anh Trường Con là mình cho làm huấn luyện viên dinh dưỡng. Chuyên cung cấp những suất cơm ngon cho các cầu thủ và tí rau tí bún cho cầu thủ khỏe mạnh để đá cho nó tốt anh em. Trường Con huấn luyện viên dinh dưỡng nhá anh em nhá. Khánh mà tổ chức được cái trận mà đá bóng mà đầy đủ các nhân tài của Việt Nam như vậy khéo đông khán giả hơn cả đội tuyển Việt Nam ấy nhỉ. Rồi đông hơn đi. Trời ơi. Và đến sân thì phải đỏ ra. Bây giờ nha, em mình nói với lại anh nói với lại bạn Hà Yên Bái này, riêng Khánh mà tụ tập gọi chỉ cần tiền đạo tấn công kiểu như là khá bảnh hiểu không? Trung tiền vệ phòng ngự gọi là Quang Zambo và trung vệ là gọi là cái gì nhỉ? Ông gì chuyên ăn trứng con, trời ơi. Còn chủ môn cho em Tùng Dương, đó chủ môn cho em Tùng Dương của review thì nó ngất ngời luôn. Quang Zambo ấy. Quang Zambo thì cho làm hậu vệ thôi, tiền vệ cái gì nó to cao đen hôi như thế. Quang Zambo nó vào bóng thô bạo lắm anh ạ, nó toàn vào bóng bằng dao thôi anh ạ. Quang Zambo nó toàn vào bóng bằng dao thôi. Nói chung là loạn hết mạng rồi anh ạ. À quên nhá, bây giờ như này thì em sắp xếp đội hình này. Quang Zambo thì nó lối chơi nó thể lực tì đè, vào bóng toàn bóng vào bóng toàn bằng dao cái bóng chảy thôi, sợ thật. Nói chung là toàn những tiền vệ gọi là sáng tạo hiểu không? À
À quên, còn Tiến Bịp nữa nhỉ? Tiến Bịp cho làm cái gì? À, Tiến Bịp á, Tiến Bịp cho làm hậu công, hậu công. Không, cái gì cái thằng đấy cho hót cướp ở trong nhà vệ sinh. Không, hậu công, đùa. Hậu công. Hello, cảm ơn em dài cún nhá. Hậu công. Đánh chặn. Chỗ anh em chẳng thấy mưa gì nhỉ? Chỗ này mưa mà em, chỗ em không mưa. Chỗ em mưa từ sáng anh ạ. Buổi sáng trời. Riêng huấn luyện viên thì là cho chú Khánh Sky. Đấy. Khánh Sky là mà tổ chức trận bóng được là Khánh Sky ngồi trên anh ơi, mày đủ số. Tầm như em mà để phải đi làm huấn luyện viên á. Thế em làm gì? Chủ tịch FIFA luôn, thì huấn luyện viên giám sát thành phố luôn đi luôn. Không, chủ tịch VFF thôi, chủ tịch VFF thôi hả? Thôi, đừng động VFF rồi, đi tù đấy, chủ FIFA cho nó tầm thứ bí mật. Chủ Khánh khốn mẹ đấy, đùa thôi anh em. Chào làm chào anh em nhá. Xong chưa? Hết rồi đúng không? Anh xin phép cả nhà ngồi nhá. Anh có cả là anh Hà, em xin phép em về em kinh doanh chứ đây. Anh cũng xin phép mọi người sau anh Trung thì anh cũng xuống cái anh đi làm mấy điếu cái. Sao không thoát được nhỉ? Để em phê duyệt đã, anh phải chờ em phê duyệt. Em phê duyệt cái đi. Ok. Ô, Khánh Sky bình luận thiên hạ trước đây, tôi đi kinh doanh rồi. Đúng rồi, mày sợ tao à? Sao không... Khánh ơi, em đẩy anh xuống ơi. Đẩy kiểu gì đấy? Đây, em xuống rồi mà. Anh không biết cách thoát. Anh Hà ấy, ở đây cho em vay 5 triệu đã, rồi xuống. Này vay. Thôi em chiêu anh đấy, em chiêu anh xuống nha. Em chào anh nha, chúc anh buổi chiều vui vẻ nha anh nha. Anh em chiêu nhau. Dạ, chào em.